chào mừng các bạn quay lại video của mình ngày hôm nay. Mình là Nhung PTH. Đôi khi trong cuộc sống hay tâm trí một ai đó lại xuất hiện hình bóng của bạn. Mà đặc biệt đó lại là người mà mỗi khi nghĩ đến trái tim bạn lại loạn nhịp. Thì điều đó thực sự rất tuyệt vời đúng không? Vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về 7 cách khiến cho cô nàng này luôn nhớ đến bạn. Vì vậy đừng đi đâu mà hãy xem hết video của mình ngày hôm nay nhé. Khi một người nào đó nhớ đến bạn, không chỉ nói lên vị trí của bạn trong lòng họ, mà còn giúp cho tình cảm của bạn và người đó sống mãi theo thời gian. Để một ai đó nhớ đến bạn không phụ thuộc vào bất cứ một phương pháp nào, bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và yếu tố quan trọng nhất đó là tình trạng mối quan hệ hiện tại của hai người. Và mình đã tổng hợp về 7 cách khiến cho cô nàng này phải nhớ đến bạn rồi. Và bây giờ hãy cùng với mình bắt đầu tìm hiểu nhé. Cách đầu tiên đó là hương thơm đặc trưng. Mùi hương sẽ giúp cho cô nàng nhớ đến bạn, bởi vì khứu giác là một trong những giác quan gắn liền với trí nhớ hơn cả vị giác, xúc giác và thậm chí là thính giác nữa. Vậy thì để một cô nàng có thể nhớ đến bạn thì trên cơ thể của bạn phải toát ra một mùi hương. Hãy nhớ là mùi hương đặc biệt chứ đừng nhầm lẫn với mùi cơ thể nhé. Dĩ nhiên là mùi cơ thể cũng là một trong những yếu tố đặc trưng để khiến cho cô nàng là nhớ đến bạn. Nhưng mà tỷ lệ phần trăm cao ấy thì nó đi theo hướng tiêu cực đấy. Để có một mùi hương đặc biệt thì không nhất thiết là bạn phải dành quá nhiều tiền để có được những mùi nước hoa kiểu rất là xịn sò ấy. Nhưng hãy đảm bảo đây là một mùi hương đặc trưng và nam tính nhé. Cách thứ hai là đừng lạm dụng việc nói chuyện hàng ngày. Tâm lý con người mà sẽ luôn yêu thích cái thứ gì đó chưa hẳn á đã thuộc về mình, là những điều quý hiếm á. Ví dụ như bạn đang chưa có được một chiếc điện thoại xịn sò như là bạn chưa bao giờ có, thì bạn sẽ khao khát, bạn luôn mong muốn, bạn luôn suy nghĩ về nó và bạn thực sự muốn chinh phục và muốn nó thuộc về mình. Và gần như là khi nó đã thuộc về mình rồi, bạn sử dụng nó một thời gian thì bạn lại thấy nó rất bình thường và nó không đáng trân quý như thời điểm đầu nữa. Và tương tự trong chuyện tình cảm này cũng thế, bạn hãy cư xử như thế nào để khiến cho cô nàng này luôn mong muốn có được bạn, chứ đừng để cho nó đi theo hướng ngược lại nhé. Cách thứ tư là đôi khi hãy tỏ ra bất cần. Bạn đã từng gặp phải một trường hợp kiểu như là thời điểm đầu khi hai người yêu nhau ấy rất là mặn nồng, thú vị và cực kỳ hạnh phúc. Thời gian dần trôi qua thì hai người dần chìm vào bế tắc trong việc giao tiếp với nhau. Để khắc phục được điều này thì một trong những cách hay nhất đó là đôi khi bạn hãy tỏ ra vẻ bất cần về này. Hãy thử một ngày biến mất, không gọi điện, chẳng nhắn tin, không nghe thấy giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt dễ thương của cô nàng này. Bạn hãy để cho cô nàng này cần bạn như là bạn cần cô bé này vậy. Hãy thử để cho cô nàng này cảm giác vào việc mãi không thấy bạn nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy đi. Khi đó thì cô nàng này sẽ nhớ bạn nhiều hơn rất nhiều đấy. Cách thứ 5 là hãy trở thành một người bí ẩn. Đỉnh cao của việc khiến cho người khác tò mò về bạn đó chính là sự bí ẩn. Bạn hãy tưởng tượng nhá, nếu một ai đó ẩn danh tự nhiên gửi tặng cho bạn một món quà và nói rằng món quà này sẽ chỉ được mở sau 7 ngày khi mà bạn nhận được món quà, thì có phải là trong khoảng thời gian 7 ngày này bạn sẽ bắt đầu tưởng tượng này, hình dung này và rất tò mò rằng món quà này là cái gì mà sau 7 ngày á mình mới được mở? Chắc chắn là có đúng không? Tương tự như vậy, hãy để cho cô gái này tò mò về bạn. Cô bé này càng tò mò về bạn bao nhiêu ấy thì chứng tỏ là cô bé này càng nhớ bạn bấy nhiêu. Cách thứ 6, một trong những cách mà mình nói khá là nhiều trong các video trước rồi, đó là đừng gọi điện hay nhắn tin ngay lập tức. Khi cô bé này gọi điện hay nhắn tin cho bạn á thì không nhất thiết là bạn phải ngay lập tức cầm điện thoại và lúc nào cũng chờ trực để nhắn tin và trả lời cô ấy. Và bạn hãy thử đôi khi á, cái này chỉ là đôi khi thôi nha, sau 10 đến 15 phút cô ấy nhắn tin á thì bạn hãy trả lời. Nhưng đừng quá đáng đến mức độ mà nhận được tin nhắn từ sáng nhưng đến chiều tối mới trả lời nha, bởi vì đó là sai lầm đấy. Cách thứ 7 là hãy để lại một món quà bên cạnh cô ấy. Tức là bằng cách này hay cách khác ấy, thì hãy khiến cho cô nàng này có được một món đồ ghi tên bạn. Nó chỉ đơn giản là một món đồ kiểu ví dụ đồ lưu niệm chẳng hạn, thì cô ấy sẽ để trên bàn làm việc và lúc nào cũng nhìn thấy món đồ đó. Hoặc là một món đồ nào bạn tặng mà cô ấy sẽ sử dụng thường xuyên, ví dụ như là bút hay sổ. Miễn sao ấy, là cái món quà này là xuất hiện với tần suất thường xuyên trước mặt cô ấy. Điều hay ho xảy ra đó là mỗi khi nhìn thấy món đồ này thì cô ấy sẽ nhớ đến bạn. Mà lúc này thì bạn chẳng cần phải làm gì cả. Ok, và hãy áp dụng các phương pháp hay các cách mà mình vừa chia sẻ một cách phù hợp nhất với tình trạng mối quan hệ hiện tại của hai bạn nhé. Và nhớ một điều keyword đó là đừng làm cho con gái tổn thương. Nếu bạn thấy video của mình nó còn thiếu một chút gì đó hay thiếu cách gì đó thì đừng ngần ngại là comment xuống dưới video này nhé. Mình rất cần những góp ý của bạn đấy. Còn nếu thấy video này hay thì đừng quên là bấm nút like hay là share cho bạn bè của mình nữa nhé. Và cái quan trọng nhất này, đừng quên là nhấn nút đăng ký, nhấn chuông thông báo ở phía trên á, phía trên góc đấy, để nhận được những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.